Anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Hiện tại Thịnh Nguyễn đang đứng trước giáo xứ Ngọc Lâm. Giáo xứ Ngọc Lâm nằm ở xã Quốc lộ 20. Trang trí có cái thôn đoàn rất đẹp. Trước hai bên có hai cái cột trồng cỏ. Bắn lên
sư Ngọc Lâm bổ mạng là Thánh Giuse. Thánh Giuse là con thể của giáo sư Ngọc Lâm. Phần rất đẹp. Tới giáo xứ này, giáo xứ kia, coi một tí xíu rồi đi à, để cho hết giáo xứ này tới giáo xứ khác. Tranh thủ chỉ còn đêm nay nữa thôi, còn đêm mai là bắt đầu lễ rồi. Thank you.